Phần lớn cuộc đời của BTS đều dành cho âm nhạc và biểu diễn, hiếm có ai trong số họ có thời gian cho những sở thích cá nhân. Tuy nhiên, đối với một số thành viên, sở thích của các chàng trai cũng đáng quý như nghề nghiệp, trong đó có hội họa. Tài năng mà thiếu niên nhà chống đạn đã trao dồi cho bộ môn nghệ thuật này vượt qua những gì mà người hâm mộ mong đợi luôn đó nha. Tranh thì vẽ đẹp rồi đó, nhưng trong video này mình sẽ khai thác về những bức tranh huyền thoại thật sự nha. Mọi bí mật sẽ được bật mí trong video những bức vẽ huyền thoại của BTS. Video được tài trợ bởi shop bán đồ K-pop đáng tin cậy và uy tín nhất Việt Nam, KD K-pop Shop. Mấy bộ nhớ ghé để ủng hộ KD nha. Giờ thì KD go. Mình có một shop bán đồ BTS trên Facebook. Đường link shop mình để ở phần mô tả và bình luận của video. Mấy bộ nhớ ghé shop để ủng hộ mình nha. Một bức họa ba nét. Fan BTS nói riêng và có thể là fan của nhà BTS nói chung đều biết đến bức họa thương hiệu của BD, Bang Si-hook của Jungkook. Trước đây, cậu út của nhà BTS từng khiến mọi người vừa thán phục vừa cười ra nước mắt khi thể hiện được đặc trưng, nét mặt vị chủ tịch của mình chỉ bằng ba nét vẽ. Không chỉ dừng lại ở bức tranh vẽ cho vui vào lúc đó của Jungkook, sau này, bức họa ba nét BD Bang đã trở thành huyền thoại đối với nhà BTS. Các thành viên trong nhóm khi được yêu cầu vẽ BD Bang thì đều vẽ hệt như Jungkook. Riêng Suga còn mang cả bức họa này vào trong MV Dead Guitar. Nếu đây đơn giản chỉ là hình ảnh sử dụng vui thì có lẽ không có vấn đề gì. Cho đến khi netizen chợt nhận ra hình ảnh này đã được hợp thức hóa để trở thành logo đại diện cho BD Bang. Trong video thuyết trình về những sự thay đổi mới khi đổi tên thành HYBE, chủ tịch Bang Si-hook xuất hiện với một biểu tượng đại diện vô cùng quen thuộc. HYBE thậm chí còn có thương hiệu thực phẩm riêng của họ liên quan đến các loại bánh với tên gọi là Bang và Packers. HYBE từng đăng ký tên thương hiệu bánh này vào tháng 11 năm 2020. Được biết dường như thương hiệu bánh này là một phần của HYBE Inside, vốn là một không gian văn hóa phức hợp với khu bảo tàng để tôn vinh âm nhạc, nghệ sĩ và giúp cho các fan nhạc của HYBE có thể tìm hiểu hơn về công ty. Có vẻ như khi đến tham quan bảo tàng HYBE Inside, các fan có thể mua các loại bánh của Bang & Bakers và theo những hình ảnh được tiết lộ, những chiếc bánh trứng thơm ngon này thậm chí cũng có gắn logo của BD Bang với hình ảnh ba nét vẽ của Jungkook. Thứ hai, Suga tinh quái. Trong Home Party hồi năm 2017 của BTS, các thành viên đã chơi một trò chơi mà cô ấy phải bịt mắt và vẽ khuôn mặt của một thành viên vì là người mẫu đầu tiên được chọn cho trò chơi. Các thành viên chơi theo cặp và chỉ một trong số họ vẽ bốc thăm. RM, Suga và J-Hope được giao nhiệm vụ vẽ Vi khi bị bịt mắt. Suga cuối cùng chỉ cần vài giây để hoàn thành bức vẽ của mình vì cô ấy chỉ vẽ chữ Vi. Khi mà Jin nhìn thấy bức vẽ của Suga, anh cả đã nói Suga là một nghệ sĩ tuyệt vời. Các thành viên khác đã nhìn thấy bức vẽ của Suga và bắt đầu trêu chọc anh chàng về tác phẩm đó. Thời gian sắp hết và Vi phải xếp hạng các bức vẽ. Khi nhìn qua, Vi nhìn thấy bức vẽ của Suga và cười hỏi, đây là cái gì? Vi đã xếp hạng bức vẽ của Suga ở vị trí thứ 3 cuối cùng và các thành viên đã nói đùa rằng cậu đã đi quá xa. RM kết thúc với vị trí thứ 2 và J-Hope đứng thứ nhất. Suga chắc chắn đã nghĩ ra một cách độc đáo để thực hiện nhiệm vụ. Vỗ tay cho Suga nào! Thứ 3, J-Hope xỉu. Từ ca hát đến thể thao, Jungkook đều được biết đến với khả năng đáng ngưỡng mộ. Trong show đó, khoa tay vẽ tranh thiên bẩm là điều khiến cho các fan bất ngờ nhất bởi các tác phẩm được tạo ra bởi Jungkook không thể coi thường. Cậu ấy có thể múa bút ở nhiều thể loại, từ chân dung, phong cảnh, thậm chí là tranh biếm họa hay trường phái trừu tượng. Giống như các thành viên BTS còn lại, Jungkook cũng sở hữu độ mặn mòi tăng theo thời gian và những trò đùa siêu lầy, video Prabody và các bức ảnh bị edit hài té ghế. Đặc biệt, Jungkook còn có cả kho tàng ảnh dìm với ông anh, chỉ đợi đến lúc sinh nhật để mang ra chọc. Và đương nhiên, em út BTS vẫn giữ nguyên truyền thống, có chăng là chỉ khác về cách thức. Ngày 18 tháng 2, J-Hope đã đón chào tuổi 27 bằng những món quà đặc biệt, các dự án từ thiện và nhiều lời chúc ấm áp từ fan trên thế giới. Không chỉ vậy, J-Hope còn nhận được tình cảm từ những fan lớn đặc biệt mang tên BTS và trong số đó không thể thiếu phần của người em út quý hóa. Để kết thúc ngày sinh nhật của ông anh, đêm ngày 18 tháng 2, Jungkook đã đăng tải một bức tranh điện tử do chính mình cất công tỉ mẩn lên Twitter dựa trên tấm ảnh teaser Dynamite của J-Hope. Tưởng em út này hiên ghê, tốn công sức tặng hobby hẳn tác phẩm nghệ thuật, nhưng đó chưa phải kết thúc của câu chuyện khi mà chỉ ít lâu sau Jungkook đăng lại bức tranh lên Weverse với dòng caption vẫn còn thiếu một bước nữa. Nhìn xuống thành quả, ARMY chỉ biết cười té ghế, quy lại, đổ lầy, phát sợ đến từ Jungkook. Khỏi phải nói, J-Hope sau khi nhìn thấy bức ảnh đẹp đẽ bị phá tan nát thì cũng chỉ đành miệng cười mà lòng đau, tình anh em có chắc bền lâu. Thứ tư, ông già Jin.
để chào mừng Festa 2020 và kỷ niệm 7 năm ra mắt vào ngày 13 tháng 6 năm 2020. Các thành viên của BTS đã lần lượt viết hồ sơ cho nhau, vì vậy V đã trở thành người phù hợp nhất để viết về Jin. V bắt đầu với một số thông tin đơn giản mà gần như bất kỳ ARMY nào cũng đã biết, như ngày sinh và sở thích, nhưng chú ý rằng biệt danh mà 6 thành viên thường gọi Jin lại là ông già, chỉ vì cậu là người lớn tuổi nhất. Còn Jin nghĩ về 6 người anh em của mình, vì biết chính xác những gì Jin nghĩ về các thành viên và đưa ra một cái nhìn tổng quát như sau. RM là trưởng nhóm, Suga là rapper, J-Hope là nụ cười thiên thần, Jimin là người luôn khiến Jin cười, V là đồng chí và Trân Cúc là em út. Sau đó V đào sâu vào chi tiết về cuộc sống cá nhân của Jin. Điều đặc biệt nhất khiến cho người hâm mộ phấn khích đó là về thói quen của Jin, cụ thể là luôn nghĩ đến ARMY. Cuối cùng, V đã vẽ một bức ảnh hồ sơ cho Jin. Bức ảnh này đã khiến nhiều ARMY phải rơi nước mắt vì độ thảm hại của nó. V đặt tên cho bức vẽ là ông già Jin, nhưng nếu so với bức ảnh của Jin thì khả năng vẽ của V cũng không phải tồi, phải không ARMY? Thứ năm, Jimin và J-Hope tự tay thiết kế giày. Ngày 27 tháng 5 năm 2020, hai thành viên là Jimin và J-Hope đã tiếp tục mang đến cho người hâm mộ một sản phẩm do chính tay cả hai thiết kế, đó chính là đôi giày của thương hiệu Fila mà BTS làm đại sứ. Chúng tôi đã thiết kế lại customize đôi giày này, chiếc bên trái là của Hobie Hen và chiếc bên phải là của mình, BTS viết trên Twitter. Được biết, customize giày là khái niệm không còn xa lạ gì đối với những người đam mê giày. Có thể nói, customize giày là một phương pháp đổ giày, giúp làm mới giày thông qua những hình vẽ thể hiện được cá tính riêng với sự khéo léo của đôi tay. Những đôi giày này sau khi customize sẽ trở nên độc lạ, không bao giờ đụng hàng với người khác. Ngay sau khi bức ảnh được đăng tải, tên của Jimin tạo trend trên nhiều nền tảng mạng xã hội như Twitter, Weverse hay Naver. ARMY thực sự đã bị choáng ngợp bởi sản phẩm thiết kế của bộ đôi nhà BTS. Thứ 6, đồng đội sốc trước Trân Cúc trổ tài họa sĩ. Tối ngày 13 tháng 5 năm 2020, Big Hit Entertainment đã đăng tải một tập mới của Bangtan Pom trên kênh YouTube chính thức. Tập mới này đã mang đến cho ARMY một điều bất ngờ. Đoạn clip tập trung vào cảnh em út Trân Cúc rất tập trung vào trổ tài vẽ tranh, được quay sau hậu trường của lễ trao giải Mnet Asian Music Awards 2019 MAPA. Trân Cúc bắt đầu vẽ lên bảng trắng, thoạt nhìn có vẻ như cậu đã có những nét vẽ ngoạch ngoạc. Nhưng nếu tiếp tục xem, ARMY sẽ nhận ra Trân Cúc đang bắt đầu một kiệt tác trong lĩnh vực hội họa. Quẩy đã bắt đầu thêm vào các chi tiết phức tạp, làm cho bức tranh dường như có hồn hơn. Đến khi bức tranh hoàn thiện, thành viên J-Hope đã lại gần với vẻ mặt ngạc nhiên và khen rằng: "Em mới vẽ nó ư? Thật tuyệt vời đó." Trước đó, Trân Cúc từng đăng một vài tác phẩm mà cậu mới vẽ trên Weverse trong khoảng thời gian chống dịch Covid-19. Thứ 7, I'm your hope, you're my hope, I'm J-Hope. Ngoài sở thích sắm đồ hiệu phiên bản giới hạn, Trân Cúc còn khẳng định dấu ấn riêng bằng cách chăm vẽ vời lên quần áo, túi xách và dép, khiến cho fans mê mẩn nhưng khó lòng mà mua được. Chuyện là con út của nhóm nhạc toàn cầu BTS đã khiến cho các ARMY tan chảy với tài năng hội họa. Giọng ca Euphoria vừa tặng J-Hope một đôi giày Nike thiết kế riêng và cư dân mạng vô cùng ấn tượng với họa tiết đẹp và đặc biệt là rất phù hợp với J-Hope. Phong cách của J-Hope nổi tiếng là vui nhộn, thời thượng và Trân Cúc đã nắm bắt hoàn hảo điều đó trong thiết kế lần này. Cậu thậm chí còn viết khẩu hiệu mang tính biểu tượng của J-Hope: I'm your hope, you're my hope, I'm J-Hope. Cư dân mạng một lần nữa bất ngờ trước tài năng của út vàng. Sao cậu ấy có nhiều tài lẻ tới như vậy nhỉ? Phải chăng em út BTS sở hữu bàn tay thần thánh, tài năng trong công việc và giờ là vẽ nữa? Chuẩn J-Hope luôn, hẳn là Trân Cúc phải vô cùng yêu mến đàn anh. Giá trị ở đây không phải là tiền bạc mà là tấm lòng của Trân Cúc đối với người anh của mình. Họa tiết trên đôi giày được anh chàng vẽ lên được đánh giá đậm chất J-Hope. Dân mạng còn bình luận rằng hẳn là cậu ấy phải tỉ mỉ và cẩn thận lắm mới có được thành quả tuyệt vời đến vậy. Bên cạnh khả năng âm nhạc, BTS còn khiến cho người hâm mộ không khỏi trầm trồ về khả năng hội họa hơn người của mình. Nếu không làm thần tượng, các cậu ấy có thể sẽ trở thành họa sĩ nhờ khả năng hội họa ấn tượng của mình. Mấy bộ ấn tượng nhất bức vẽ nào? Đây là bình luận bên dưới nha. Còn bây giờ nhớ đăng ký kênh và ấn quả chuông để nhận được thông báo mỗi khi KD có video mới. Đây là kênh KD K-pop. Xin chào và hẹn gặp lại vào mỗi tối thứ 2, thứ 3, thứ 5, thứ 7 hàng tuần lúc 19 giờ. Bye bye!